bị tiêu chảy nên ăn gì để mau khỏi bệnh tiêu chảy ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tiêu hóa vì vậy bên cạnh việc bổ sung nước cho cơ thể bạn nên lựa chọn những loại thực phẩm được gợi ý dưới đây để mau khỏi bệnh thịt gà sau những lần bị tiêu chảy cơ thể thiếu hụt nước và các dưỡng chất cần thiết trong đó có protein trong thịt gà có chứa protein sắt kẽm và các vitamin a và không có tính độc các món chế biến từ thịt gà như hấp nấu cháo đều dễ ăn và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh Tuy nhiên nên lưu ý rằng, không nên ăn các món gà chiên rán, bởi dầu rán khiến người bệnh khó tiêu, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sức khỏe. Ăn cháo Người bị tiêu chảy thường được khuyến khích nên ăn cháo trong thời gian bị bệnh. Ngoài việc giảm thiểu gánh nặng cho đường tiêu hóa, các món cháo còn giúp bổ sung chất lỏng, ngăn ngừa mất nước và đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho người bệnh. Một số món cháo, cháo hoa, cháo rau sam hồng xiêm xanh, cháo cà rốt khoai tây, cháo gừng hạt sen, thịt nạc lợn. Với người bị tiêu chảy, đây là một trong những nguyên liệu nên được thêm trong bữa ăn thịt lợn cung cấp nhiều protein giúp cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể thịt bò luân phiên xem kẽ thịt bò với các loại thịt khác để đỡ nhàm chán nhưng vẫn đảm bảo duy trì nguồn protein chất lượng cho cơ thể chỉ ăn thịt bò đã được nấu chín mềm như các món ăn từ thịt bò như cháo súp thịt bò hầm được xem là tốt cho người đang bị tiêu chảy trứng theo các chuyên gia dinh dưỡng trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng rất lành tính nên có thể bổ sung vào bữa ăn giúp người bệnh tiêu chảy lấy lại sức. Trứng có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, nhưng để đảm bảo sức khỏe, người bệnh tiêu chảy nên ăn trứng luộc hoặc dùng lòng đỏ trứng để nấu cháo. Tránh các món trứng chiên, rán, ổi. Quả ổi xanh có hàm lượng tannin cao nên có tác dụng cầm tiêu chảy dùng khi bình thường dễ gây táo bón. Ổi xanh cũng có thể giải độc ba đậu và các chất độc khác gây tiêu chảy. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng việc ăn một lượng ổi chín hàng ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm cholesterol trong máu và hạ huyết áp. Việt quất Việt quất có tác dụng làm giảm tình trạng viêm trong dạ dày và kết dính các tế bào trong thành ruột, hạn chế bài tiết chất nhầy và chất lỏng. Việt quất cũng cung cấp chất xơ hòa tan dồi dào và cải thiện triệu chứng tiêu chảy. Chuối Chuối là một loại trái cây lành tính đối với bệnh tiêu chảy. Với đặc tính mềm và dễ tiêu hóa chuối giúp làm dịu bao tử ngay lập tức và giải quyết ổn những bệnh lý về đường tiêu hóa, cung cấp thêm kháng sinh cho cơ thể. Bên cạnh đó, chuối có chứa một lượng lớn kali nên sẽ giúp cung cấp trở lại các chất điện phân mà cơ thể đang cần. Chất xơ tinh có trong chuối là loại chất xơ hòa tan, có thể hấp thu các chất lỏng đang dư thừa trong bao tử trong suốt quá trình tiêu chảy. Một loại chất xơ khác là inulin cũng có trong chuối với số lượng lớn chính là một loại probiotic giúp khôi phục lại những vi khuẩn có ích cho bao tử tuy nhiên người bệnh cần lưu ý nên ăn kết hợp chuối với các thực phẩm còn lại không nên ăn mỗi chuối vì như vậy sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn sữa chua trong sữa chua có lợi khuẩn tốt cho đường ruột bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột khi bị tiêu chảy là điều nên làm và rất cần thiết cho người bệnh tuy nhiên trong sữa chua có đường khiến cho tình trạng khó tiêu xảy ra nặng hơn vì vậy bạn nên bổ sung sữa chua không đường hoặc làm theo chỉ dẫn của bác sĩ không nên ăn gì khi bị tiêu chảy. Khi bị tiêu chảy nên tránh xa các thực phẩm bị ôi thiêu và các thực phẩm sống chưa được nấu chín. Ngoài ra, một số loại thực phẩm không nên ăn khi bị tiêu chảy như sau. Chất xơ làm cho ruột kết hoạt động mạnh hơn, khiến tình trạng tiêu chảy thêm tồi tệ. Nên tránh xa các loại lúa mạch nguyên cám hay các loại hạt bởi chúng chứa rất nhiều chất xơ. Các loại đồ uống có cồn, in hay có ga đều gây kích thích hệ bài tiết, dẫn đến tình trạng mất nước. Người bị tiêu chảy vốn dĩ đã bị mất nước, nếu sử dụng các loại đồ uống này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bên cạnh đó, sorbitol và các chất ngọt nhân tạo khác đều không tốt cho hệ tiêu hóa khi bạn đang bị tiêu chảy. Việc hấp thụ đường lactose loại đường có trong các sản phẩm làm từ bơ sữa trong thời gian bị tiêu chảy là quá tải cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể ăn da u dầu probiotic nếu cơ thể không có bất kỳ phản ứng gì. Cách phòng tránh bệnh tiêu chảy Có nhiều nguyên nhân gây tiêu chảy như vi khuẩn, sử dụng thuốc, các bệnh lý đường ruột. Chính vì vậy, chúng ta nên chủ động phòng tránh bệnh bằng cách vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng nguồn thực phẩm an toàn, thực hiện ăn uống đồ chính, không uống nước lạ hay ăn các thức ăn chưa được chế biến và nấu chín. Cụ thể, các món ăn còn sống như gỏi cá, tiết canh, bảo vệ nguồn nước và dùng nước sạch. Nguồn nước sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt của các gia đình phải được đảm bảo sạch sẽ, có nắp đậy đặc biệt lưu ý khi gia đình có người bị tiêu chảy cấp cần phải nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và chữa bệnh kịp thời các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé